Đề cương kỹ năng mềm câu 1 trình bày các mức độ lắng nghe. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả trả lời có 3 mức độ lắng nghe, 1 lắng nghe thông tin, ý kiến 2. Lắng nghe cảm xúc, tình cảm 3, lắng nghe động cơ để lắng nghe hiệu quả thì cần những kỹ năng sau. 8. Cộng giữ yên lặng cộng thể hiện rằng bạn muốn nghe cộng tránh sự phân tán cộng thể hiện sự đồng cảm và tôn trọng. Cộng kiên nhẫn cộng giữ bình tĩnh cộng đặt câu hỏi cộng để những khoảng lặng câu 2. Trình bày những kỹ năng phản hồi có hiệu quả. Những điều không nên làm khi phản hồi trả lời những kỹ năng phản hồi có hiệu quả mặt mếu 8 cộng chắc chắn về. Những gì bạn nói, không nên cho phản hồi hưởng điều mình nghe loáng thoáng hoặc tự suy đoán cộng bắt đầu bằng cách nêu. Những điểm tích cực con người ai cũng muốn được khen cộng đưa ra thông tin cụ thể rõ ràng cộng mô tả hành. Động, sự kiện nêu những gì bạn thấy chứ không phải bình luận cái gì tốt hay xấu. Hoặc đưa ra những phỏng đoán về động cơ cộng bày tỏ sự cảm thông bằng lời nói hoặc cử chỉ cộng cố gắng gợi. Ý những thay đổi mà người nhận có thể sử dụng được. Với số lượng vừa đủ. Thay vì phê phán những gì người đó làm không tốt cộng bắt đầu bằng tôi, theo tôi. Không phải chúng tôi, hay mọi người. Ý kiến phản hồi là ý kiến của riêng bạn chứ không phải của người khác cộng đưa ra thông tin ngay khi vào. Thời điểm phù hợp nhất. Nếu để lâu quá thì người nhận sẽ bớt hứng thú hoặc không còn nhớ rõ, ngoài ra. Cũng cần chọn thời điểm mà bạn chắc chắn rằng người nhận đã sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn. Những điều không nên làm khi cho phản hồi. 9. Cộng diễu cợt cộng cường điệu quá sự thật cộng phán xét và đánh giá cộng nói cho bõ tức cộng đưa ra thông tin mơ. Hồ, chung chung cộng phản hồi về việc không thay đổi được cộng nêu quá nhiều ý kiến cộng nhân tiện phản hồi cho. Những việc xảy ra quá lâu cộng để quá thời điểm cần thiết mới phản hồi, sự thay đổi không còn ý nghĩa. Nữa câu 3, muốn giao tiếp có lời hiệu quả ta cần những yếu tố nào trả lời để giao tiếp có lời hiệu quả? Ta cần chú ý những yếu tố sau, theo nguyên tắc Kiss Keep It Short and Simple. Cố giữ lời nói ngắn gọn và đơn giản, ngoài ra cần chú ý đến 9 cộng lời nói phải đúng vai trò xã hội. Vị trí của mình và vị trí của người giao tiếp cộng nhận thức sự tồn tại quan điểm của người khác. Hiểu cả quan điểm của ta và của người khác. Lắng nghe để phát triển mối quan hệ cộng làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ. Mô tả sự kiện hơn là ngôn ngữ phê phán cộng tôn trọng những gì người khác nói về cảm xúc và suy nghĩ. Của họ cộng cẩn thận khi dùng những từ có tính tuyệt đối cộng lời nói phải phù hợp với người nghe. Họ muốn nghe cái gì cộng thời điểm thuận lợi cộng không gian phù hợp cộng cách nói thẳng, nói tế nhị. Nói có tình cảm thái độ khi nói câu 4, thuyết trình là gì? Những điểm cần lưu ý khi thuyết trình trả lời thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể. Hiểu được nội dung thuyết trình, tạo dựng quan hệ, những điểm cần lưu ý khi thuyết trình. 9. Cộng tính toán hợp lý cộng nội dung phù hợp cộng làm bài thuyết trình thêm hấp dẫn cộng lập dàn ý cho riêng mình. Cộng luyện nói thật to cộng dẹp bỏ sự lo lắng cộng sôi nổi và cuồng nhiệt cộng nghĩ trước tất cả những câu hỏi bạn. Có thể bị hỏi cộng tuân thủ nguyên tắc thuyết trình. 3. Something before speaking, something on paper, sao take tam câu 5, khái niệm nhóm, tầm quan trọng của nhóm. Các cách giải quyết xung đột nhóm trả lời nhóm là tập hợp nhiều người có cùng chung mục tiêu. Thường xuyên tương tác với nhau. Mỗi thành viên có vai trò nhiệm vụ rõ ràng và có các quy tắc chung chi phối lẫn nhau. Câu 6. Trình bày các mâu thuẫn và nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn. Nếu các bước giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực trả lời những mâu thuẫn thường gặp. 4. Cộng mâu thuẫn với bạn bè cộng mâu thuẫn với người trong gia đình. Họ hàng cộng mâu thuẫn với những cá nhân khác trong cộng đồng cộng mâu thuẫn khác nguyên nhân. 10. Cộng sự khác nhau về suy nghĩ quan điểm cộng sự khác nhau về mong muốn, nhu cầu về lợi ích cá nhân cộng sự. Hạn chế do cách nhìn nhận sự việc vấn đề cộng chỉ xuất phát từ ý muốn, suy nghĩ chủ quan của mình. Mà không biết thừa nhân, tôn trọng suy nghĩ, ý kiến.
quan điểm của người khác cộng có một số người hay thích gây hấn, hiếu chiến. Thích người khác phải phục tùng hay lệ thuộc vào mình cộng sự kèn cựa. Muốn hơn người của ai đó cộng sự định kiến, phân biệt đối xử cộng sự bảo thủ. Cố chấp cộng nói hoặc suy nghĩ không đúng về nhau cộng nguyên nhân khác cách giải quyết, B1. Kiềm chế cảm xúc, B2, xác định nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, B3. Hỏi người có mâu thuẫn với mình có thời gian để ngồi nói chuyện về mâu thuẫn đó không, B4. Hãy nói với người có mâu thuẫn với mình về cảm xúc của mình, B5. Hãy nói với họ tại sao mình lại có cảm xúc như vậy, B6, hãy lắng nghe. Lắng nghe và lắng nghe câu trả lời của người đó, B7. Hãy cùng thảo luận về cách giải quyết mâu thuẫn, B8. Tiếp tục thảo luận, thương lượng một cách bình tĩnh, nếu một trong hai mất bình tĩnh, thì hãy dừng cuộc thảo luận, thương lượng và hẹn nói chuyện về vấn đề đó, B9. Biết giàn hòa cho mọi người khi có tranh cãi, xích mích.